Thưa quý vị, vào chiều ngày 13 tháng 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn sản xuất kinh doanh và không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Theo tờ trình của Chính phủ, những năm qua, Bộ Tài chính đã tổ chức bộ phận quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế từ trung ương đến địa phương. Cơ quan quản lý thuế đã triển khai đồng bộ và quyết liệt các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế. Theo đó, số thu hồi nợ đọng tăng dần qua các năm, năm sau luôn cao hơn năm trước. Tỷ trọng tổng nợ trên tổng thu nội địa đã giảm mạnh từ mức 12,2% năm 2014 xuống chỉ còn 7% vào cuối năm 2018. Tuy nhiên, tình hình nợ đọng thuế vẫn còn cao khi tổng số tiền thuế nợ có giảm nhưng tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 vẫn còn 78.466 tỷ đồng. Trong đó, số tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi là 31.469 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 43% tổng số tiền thuế nợ, bằng 3,2% tổng số thu nội địa năm 2017. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, tình hình trên là do nhiều nguyên nhân khác nhau như có một số người nộp thuế được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất khả năng hành vi dân sự, doanh nghiệp tự giải thể nhưng không thực hiện thủ tục giải thể, người nộp thuế không còn hoạt động kinh doanh, bỏ địa chỉ kinh doanh. Trong khi đó, luật quản lý thuế quy định tiền chậm nộp là 0,03% một ngày trên số tiền chậm nộp. Quy định này là chế tài xử lý cần thiết, tuy nhiên do người nộp thuế không có khả năng nộp thuế nên số tiền chậm nộp ngày càng tăng qua thời gian. Tổng số tiền chậm nộp trên sổ sách kế toán cơ quan thuế của các đối tượng nêu trên là 10.465 tỷ đồng, song thực tế không có khả năng thu hồi. Từ tình hình trên, để xử lý vấn đề này, Chính phủ thấy cần thiết phải xây dựng nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ đọng thuế. Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều nhất trí với việc cần thiết có nghị quyết để xử lý một số vấn đề liên quan đến số nợ đọng thuế. Tuy nhiên, do có liên quan đến số tiền ngân sách lớn, nên các ý kiến đều yêu cầu phải rà soát thận trọng, chặt chẽ, tránh để bị lợi dụng. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng việc xây dựng ban hành nghị quyết về xóa nợ thuế là cần thiết, đúng theo yêu cầu của Quốc hội với Chính phủ về báo cáo tình hình nợ đọng thuế và phương án xử lý. Tuy nhiên, cần rà soát thật chặt chẽ, tránh việc bị lợi dụng, tạo thành tiền lệ xấu trong quản lý thuế. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, nếu thông qua toàn bộ nghị quyết thì số tiền xóa có thể lên tới hơn 31.000 tỷ đồng, nên phải xem xét rất thận trọng. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cũng cho rằng nợ đọng thuế là vấn đề thực tế khách quan trong quản lý thuế. Dù muốn hay không thì vẫn có doanh nghiệp và người nộp thuế do lý do bất khả kháng và khách quan không thể trả nợ. Do đó, việc xử lý là cần thiết nhưng phải đảm bảo trình tự, thủ tục công bằng và minh bạch. Đánh giá cao những nỗ lực của ngành thuế trong việc nợ đọng thuế giảm, thu nợ thuế liên tục tăng những năm qua, song chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu cho rằng một số quy định và chính sách trong nghị quyết có thể đưa vào luật quản lý thuế sửa đổi đang chuẩn bị được Quốc hội xem xét và thông qua trong kỳ họp thứ 7 tới. Do đó nên để sau khi luật quản lý thuế sửa đổi được Quốc hội cho ý kiến hoàn thiện và thông qua tại kỳ họp thứ 7 thì sẽ rà soát những bất cập còn lại để đưa vào nghị quyết trình Quốc hội xem xét và thông qua tại kỳ họp tháng 10 tới. Đây là đề xuất được đa số các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình. Để có thời gian xem xét rà soát kỹ hơn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nhất trí với phương án tập trung hoàn thiện để thông qua luật quản lý thuế sửa đổi tại kỳ họp tháng 5 trước. Sau đó Chính phủ sẽ rà soát và xây dựng nghị quyết để trình Ủy ban Thường vụ trình ra Quốc hội vào kỳ họp tháng 10. Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu bày tỏ sự tán thành và tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và sẽ tiếp tục rà soát, đảm bảo thận trọng, chặt chẽ, nghiêm minh và công bằng, hoàn thiện nghị quyết về xóa nợ thuế để trình Quốc hội sau khi luật quản lý thuế sửa đổi được thông qua.